Xin chào và xin vâng tất cả bà con đã quay trở lại cái Đào Phao nha. Mình Đào Phao đây, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021. Mình Đào Phao sẽ quay trở lại qua nhà cà phê Giò Tiêu ngày hôm nay cho bà con tham khảo nha. Hôm nay là chủ phiên giao dịch mới đầu tuần tại hai sàn cà phê London và New York đã có tăng nhẹ bà con nha. Bây giờ mình sẽ quay bằng giá cà phê thực tế tại hai sàn London và New York xem người tăng bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ phải bằng giá cà phê và Giò Tiêu ngày hôm nay tại các địa phương ở tỉnh xem thử ra sao cho bà con tham khảo cho là tiền hơn nha. Mong bà con và mọi người hãy luôn luôn ủng hộ kênh mình nha, kênh Đào Phao nha. Bây giờ bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và Giò Tiêu ngày hôm nay nha. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê tại sàn London bảng giờ mở đầu tuần chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2021. Tại sàn cà phê Rota thì có tăng rất là nhẹ bà con nha. Dầu thì lên kỳ hàng nhóm ngày tháng 7 thì tăng lên 1 đô lên 1585 USD trên tấn. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 9 tăng lên 1 đô, kỳ hàng nhóm ngày tháng 11 tăng 2 đô, kỳ hàng nhóm ngày tháng 1 năm 2022 tăng lên 1 đô bà con nha. Thưa bà con, còn đây là bảng giá cà phê sàn New York chủ phiên dịch ngày hôm nay bảng giờ mới ngày 22 tháng 6 tại sàn cà phê Arabica thì có tăng bà con nha. Giờ cụ thể lịch dài nhóm tháng 7 tăng lên 2,45 sen lên 152,35 sen trên pound. Kỳ hàng nhóm tháng 9 thì tăng 2,10 sen. Kỳ hàng nhóm tháng 12 tăng lên 2,00 sen. Kỳ hàng nhóm tháng 3 năm 2022 tăng lên 2,05 sen bà con nha. Vậy là chủ phiên dịch đầu tuần bằng giờ mới tại hai sàn London và New York có tăng nhẹ. Bây giờ mình sẽ quay bằng giá cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên xem thử mua lên mua xuống như thế nào và sau đó mình sẽ phạt bằng Giò Tiêu ngày hôm nay. Để bỏ tham khảo thì đều là đến bảng bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay, ngày thứ 3, ngày 22 tháng 6 năm 2021. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê Giò Tiêu sáng hôm nay ngày thứ 3 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Crong Năng, Đắk Lắk. Sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đã thu mua vào giá cà phê là 34.900 đồng trên ký. Giò Tiêu sáng hôm nay tại cơ sở Hoàng Hưng đang thu mua vào là 75.200 đồng trên ký. Giò Tiêu này đang thu mua vào với lịch nhỏ bà con nha. Xin cảm ơn bà con và mọi người đã luôn luôn theo dõi video và ủng hộ kênh Đào Phao mình rất nhiều nha.